Ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức lễ truyền thông triển khai hệ thống bao thanh toán và tài trợ chuỗi cung ứng SCF. Tham dự buổi lễ có ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, trưởng ban dự án SCF, bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc khối vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, ông Lê Duy Hải, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, bà Lê Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Tài trợ Thương mại, Phó Ban Thường trực Dự án SCF, ông Nguyễn Thế Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Phó Ban Dự án SCF. Tại buổi lễ, ông Trần Công Quỳnh Lân chia sẻ, dự án SCF là dự án lớn và rất phức tạp. Trong gần 2 năm nghiên cứu và phát triển, dự án luôn nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo Vietinbank, cùng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các cán bộ dự án và đối tác. Đến nay, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, đưa Vietinbank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên triển khai hệ thống SCF hoàn chỉnh cho tất cả các sản phẩm SCF. Hệ thống SCF của Vietinbank đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tính đa dạng, linh hoạt của các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp, từ đó mang đến cho khách hàng một giải pháp tài chính tối ưu và hiện đại nhất theo xu thế toàn cầu. Phát biểu bế mạc buổi lễ, bà Trần Thị Minh Đức nhấn mạnh, SCF đang là sản phẩm dẫn đầu thị trường cả về kỹ thuật lẫn nghiệp vụ, mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng và cả ngân hàng. Vì thế, các chi nhánh cần đào tạo cán bộ hiểu rõ về giá trị mà sản phẩm mang lại. Đồng thời, tất cả các đơn vị từ trụ sở chính đến chi nhánh Vietinbank cần phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất và hiệu quả nhất. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.